anh nói thật với em, em chỉ cần vượt qua cái thử thách hai thôi, không cần phải siêu tưởng, thì em cũng đã dư để vô vòng sau, chỉ cần em hoàn thành xong cái đó. Nhưng mà nếu như chúng ta nghĩ như thế thì phải chăng chúng ta đang giới hạn cái khả năng của bạn ấy lại? Không phải giới hạn, em mà làm được cái thử thách siêu tưởng, nó mới là vô lý. Bởi vì một giây là không đủ thời gian để em ấy có thể hình dung ra được. Đây mới là một điều không nên làm. Cái này là anh khuyên đấy. Hơn nữa nhá, nếu là anh không đánh đổi một cái cơ hội tốt để lấy một cơ hội không tốt. Nhưng các vị giám khảo của chúng ta vẫn còn có ngôi sao may mắn. Nếu như bạn ấy cho dù là không thành công ở cái mức độ là thử thách siêu tưởng, nếu như mà các giám khảo yêu mến có thể sử dụng ngôi sao may mắn cho bạn này. Tôi khẳng định, tôi khuyên rồi mà còn cố tình làm những điều đó thì chắc chắn tôi sẽ không sử dụng ngôi sao. Nước tân lực Rockstar mới, phong độ siêu bền bỉ, tiếp sức siêu thử thách. Em bị sốc, thật sự là bị tụt tinh thần kinh khủng luôn. Trời ơi, cảm xúc nó hậu rất là ngổn ngang lúc đó. Lắng nghe kỹ này, điều các thành viên ban giám khảo đang nói. Dạ. Tất cả vì chương trình và vì em. Còn Minh Hằng, ý kiến của em thế nào? Em cũng có cùng quan điểm với lại anh Bắc. Mình đã biết được cái con đường của mình nó đã như thế rồi thì không có tội gì mà mình phải quá là mạo hiểm. Có những thứ là mình phải liều, nhưng có những thứ là mình đã thấy mọi thứ kết quả quá rõ ràng thì mình không nên đánh đổi. Đối với anh, cái việc mà em hoàn thành xong cái thử thách đầu tiên là em dư để vô vòng sau rồi. Nhưng anh khuyên em là đừng bao giờ chọn phần siêu tưởng. Đúng rồi, vì một lần thất bại đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm lý của mình rất nhiều. Anh chị khuyên chân thành, nhưng mà đương nhiên sự lựa chọn cuối cùng vẫn là ở em. Em hãy suy nghĩ và quyết định. Cho em xin một phút nữa. Dạ. Em hãy suy nghĩ và quyết định. Cho em xin một phút nữa. Dạ. Em sẽ chọn thử thách phá vỡ giới hạn hay thử thách siêu tưởng? Một giây là không đủ thời gian để em ấy có thể hình dung ra được. Em mà làm được cái thử thách siêu tưởng, nó mới là vô lý. Có khá là lay động á. Một lần thất bại nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm lý của mình rất nhiều. Tôi khuyên rồi mà còn cố tình làm những điều đó thì chắc chắn tôi sẽ không sử dụng ngôi sao. Rất là phân vân, không biết nên là bây giờ mình kiểu như là chọn con tim hay là nghe lý trí á. Trước tiên thì em cực kỳ cảm ơn những cái lời khuyên từ các anh chị luôn. Dạ. Và cái quyết định cuối cùng của em. Sẽ là siêu tưởng. Ui. Em chắc chứ? Ui. Em đến đây để phá hết những cái gì trong cái con người của em nó có. Em sẽ cố gắng hết sức mình. Như vậy là mặc dù ban giám khảo đã hết sức can ngăn bạn ấy, nhưng mà Nam vẫn quyết định lựa chọn thử thách siêu tưởng. Có nghĩa là chỉ trong vòng 3 phút, bạn ấy sẽ phải tìm ra được ngọn nến mà ban giám khảo đã lựa chọn từ trước. Mời em về chiếc ghế của mình. Tỉnh nha em. Nếu thất bại, mình cũng sẽ không cảm thấy không có gì. Bởi vì bản thân mình thấy đứng được ở đây là cả một cái sự may mắn rồi. Mình sẽ cố gắng làm nó một cách tự nhiên nhất có thể, tập trung nhất có thể.
và cứ làm thôi. Dám đương đầu với thử thách, mình có thể mất trắng nhưng mình có thể được hết. Đó là cái mà một người trẻ có, một người trưởng thành thì ít có hơn. Trung Nam đã sẵn sàng chưa? Dạ, em sẵn sàng. Vậy thì bây giờ, xin mời các trợ lý của chương trình, chúng ta sẽ bắt đầu thắp nến. Bây giờ thì những ngọn nến của chúng tôi đã được thắp lên. Xin mời ban giám khảo. Em nên là cái thẳng đôi khi là tí nữa nó sẽ quẹo. Nhưng mà nó không đủ thời gian, 10 phút nó mới quẹo. Cái tim của ngọn nến nó có khác nhau về hình dáng, nó có khác nhau về số sợi, nó có mập, nó có ốm, nó có cong, nó có tròn, nó có dẹt. Nhưng mà thật ra chung quy lại thì bạn ấy nhìn cái ngọn nến đó ở trong một cái khoảng thời gian rất ngắn. Ban giám khảo đã có sự lựa chọn của mình chưa? Xin mời trợ lý. Đây là ngọn nến mà ban giám khảo đã lựa chọn. Chúng ta sẽ bọc cái thân ngọn nến này lại và mang qua cho Trung Nam. Mình tin là với cái năng lực hiện tại của mình, chỉ cần một yếu tố duy nhất đó thôi, đó là tâm lý, là mình sẽ hoàn thành tốt cái phần thi này. Trung Nam đã sẵn sàng chưa? Dạ, em đã sẵn sàng rồi. Mời em bắt đầu 1 phút để quan sát. Em chám anh. Điều tiết lại đôi mắt của mình. Dạ, sẵn sàng. 1 phút. Bắt đầu. Chết rồi, cái cách thức này là cách thức gì? Mình cũng không có nghĩ được là làm sao được với cái ngọn nến, với cái ngọn lửa le lói đó. Thì bạn có thể tưởng tượng được một nhân vật nó thật là sinh động để bạn ấy trò chuyện. Giống như đang coi luôn á, giống như đang coi một cái phim. Đấy, thấy chưa? Anh thấy chưa? Đang nói chuyện kìa. Đang nói chuyện luôn á. Dạ rồi ạ. Rất nhanh, mặc dù thời gian chưa kết thúc, Trung Nam đã sẵn sàng. Trợ lý mang ngọn nến đến trở lại sân khấu cùng anh. Trung Nam, em sẵn sàng chưa? Dạ, em sẵn sàng. Em có thể bỏ mắt ra. Thời gian 3 phút dành cho em bắt đầu. Bạn ấy chỉ đi lướt qua một vòng và đứng thẳng ngay và không có di chuyển đến tất cả những cái cây đèn cầy còn lại. Trên đó là 200 cây đèn cầy. Nhanh hơn mình hỏi nữa. Nếu như bạn ấy nhìn ra được liền, nếu như bạn ấy đi rảo một vòng chỉ là kiểm tra, rõ hết chưa? Thì mình nghĩ, tại vì mới vừa đưa qua đưa liền mà, nên là đưa liền. Em có
có đáp án rồi. Thời gian vẫn còn, em có muốn sử dụng thêm không? Dạ không. Thưa quý vị, ở cái phòng này bạn ấy làm chúng tôi rất là lo lắng. Thứ nhất là bởi vì một phút để bạn ấy quan sát ngọn nến, bạn ấy không sử dụng hết. Dạ rồi ạ. Chưa tới một phút thì Nam nói rằng em đã xong. Nhưng bắt đầu bước vào cái phần thi chính này là 3 phút cũng chưa hết thời gian. Em có đáp án rồi ạ. Mới chắc chừng 1 phút hơn thôi, mới đi được nửa vòng thôi, bạn ấy đã cho chúng tôi biết rằng bạn ấy đã có kết quả. Em có quá tự tin không Nam? Dạ chắc là có, nhưng mà em hy vọng là sự tự tin này nó không phải trả cái giá quá đắt. Không phải trả cái giá quá đắt. Nếu như mà em sai thì đó là một điều vô cùng tiếc nuối cho chúng tôi. Vậy thì bây giờ em hãy cho mọi người biết ngọn nến mà em nghĩ rằng ban giám khảo đã lựa chọn là ngọn nến ở vị trí số mấy. Em có thể đến em chỉ đúng ngọn nến đó cho tôi được không? Dạ được ạ. Em hãy cho mọi người biết ngọn nến mà em nghĩ rằng ban giám khảo đã lựa chọn là ngọn nến ở vị trí số mấy. Thì cho em coi kỹ số lại. Em sợ em đọc lộn quá. Và đáp án của em là gì? Em có thể chỉ vào nó được hay không? Ngọn nến số... Dạ, ngọn nến số 92 ạ. Chính xác! Chính xác! Tuyệt vời! Chính xác! Tuyệt vời! Đối với bạn Nam thì mình vẫn... Tới bây giờ mình vẫn chưa có một đáp án gì hết. Nó rất là mơ hồ, rất là mông lung. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và mình là người rất may mắn khi có thể chứng kiến nó một cách rất là trực diện như thế này. Vì tôi là duy nhất, vì tôi là duy nhất. Và tôi khác biệt. Vì tôi là duy nhất. Và tôi khác biệt. Tôi sẽ tỏa sáng, tỏa sáng, tỏa sáng những thứ trong tôi. Vì tôi là duy nhất. Cảm ơn ban giám khảo đã tư vấn một cách rất là chân tình, và Long Chân Vũ sẽ chọn. Vòng sư tử, vòng sư tử. Đối với những thí sinh, chúng tôi khuyên là chỉ chọn phá vỡ giới hạn. Thì dường như đấy lại là cái nguồn kích thích để các bạn ấy chọn siêu tưởng. Siêu tưởng thì chắc chắn là nó sẽ là một quyết định liều lĩnh. Nhưng liều lĩnh nó lại là một cá tính của mình. Thưa quý vị, và như vậy anh Long Chấn Vũ quyết định lựa chọn thử thách siêu tưởng. Chúc anh thành công. Vâng. Xin mời anh chuẩn bị. Ui giời ơi. Đây, anh coi nó lắc kìa. Đó, chỉ cần nhèo phát ra là nó lắc. Ui giời ơi. Ôi, ôi. Và bây giờ, thưa quý vị, thử thách của anh Long Chấn Vũ bắt đầu.
gắp được vào cái viên đầu hồng da cá đó rồi. Cái vấn đề lớn hơn nhất là mình phải tập trung ở cái lực của ngón tay. Với trọng lượng càng lớn thì cái lực tay mình bóp nó càng phải mạnh. Khi đó là mình chỉ có tập trung vào một mục tiêu duy nhất là thực sự nó hồi hộp tim, nó đập cứ thình thịch. Không thể tin nổi, không giải thích được, ảnh làm được những thứ mà mình không tưởng.